Tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã tham gia tổng duyệt chương trình nghệ thuật Những dấu son rạng ngời chào mừng 325 năm Biên Hòa Đồng Nai. Chương trình có sự tham gia của 120 diễn viên, nghệ sĩ với 10 tiết mục đặc sắc. Chương trình được đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, dàn dựng công phu, trong đó tiết mục đầu tiên khai thác một phần sân khấu dưới nước, tái hiện nhắc nhớ lại hình ảnh những đoàn người xuôi thuyền theo dòng sông Đồng Nai đến khai mở vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Đây cũng là một nét mới lạ của chương trình. Với thời lượng là 60 phút, nhưng mà chúng tôi cố gắng làm sao chuyển tải các thông điệp từ lúc thống xuất Nguyễn Hữu Cảnh, Vâng Lệnh Chúa Nguyễn đến vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai để tạo dựng và mở mang bờ cõi, làm cho vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai phát triển cho đến bây giờ. Ngoài tổng duyệt chương trình nghệ thuật Những dấu son rạng ngời trong dịp kỷ niệm 325 năm Biên Hòa Đồng Nai, tỉnh cũng sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc đưa lễ hội truyền thống Lễ hội Chùa Ông thành phố Biên Hòa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Liên quan tới an ninh trật tự, hiện nay cũng đã giao cho công an của thành phố Biên Hòa, công an các phường là đã chuẩn bị đưa ra những cái phương án về công tác an ninh trật tự trước, trong và sau cái chương trình chào mừng, cũng như là phương án giao thông để làm sao mà tránh cái kẹt xe, ủng có xe trong cái thời điểm buổi lễ chào mừng. Cũng tại buổi tổng duyệt, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đã biểu diễn chương trình nghệ thuật âm nhạc dân tộc với chủ đề Cung đàn đất nước. Chương trình gồm 13 tiết mục thuộc các thể loại hát, múa, độc tấu, hòa tấu, nhạc cụ dân tộc.